Với gần 1.000 năm tuổi, Hà Nội đã chứng kiến bao mốc son chói lọi cũng như những thăng trầm của lịch sử đất nước. Hà Nội không chỉ là niềm tin yêu, là hy vọng của cả một dân tộc, mà còn là điểm đến khám phá thú vị của du khách thế giới. Nơi đây có một ngôi chùa với kiến trúc có thể nói độc đáo nhất Việt Nam và trở thành biểu tượng của thủ đô. Ngôi chùa ấy gắn liền với những nét đẹp văn hóa linh thiêng của Phật giáo, chùa Một Cột. Chùa được xây dựng năm 1049, đời vua Lý Thái Tông. Tương truyền, khi ấy vua Lý Thái Tông đã cao tuổi mà chưa có con trai. Một đêm vua chiêm bao, thấy Đức Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, ôm một đứa bé, đặt vào lòng vua. Ít lâu sau, hoàng hậu sinh con trai. Vì vậy, nhà vua cho dựng ngôi chùa có dáng dấp như trong mơ để thờ Phật. Gọi là chùa Diên Hiệu, có nghĩa là kéo dài tuổi thọ. Theo thời gian, kiến trúc của ngôi chùa vẫn giữ được sự độc đáo cho đến nay. Hình dáng ngôi chùa như một đóa hoa sen vươn thẳng lên khu ao hình vuông. Toàn bộ ngôi chùa được dựng trên một cột tròn. Theo quan niệm dân gian, nó tượng trưng cho trời. Cùng với ao hình vuông, phía dưới biểu tượng cho đất. Trời đất giao hòa trong khung cảnh hòa quyện giữa màu xanh của trời, sắc tươi của lá và cả sự sống thanh bình nơi hồ nước. Ngôi chùa như vươn lên cái ý niệm cao cả, lòng nhân ái soi tỏ thế gian. Sự kết hợp giữa kiến trúc gỗ đá với những nét điêu khắc tinh xảo đã tạo nên vẻ linh thiêng của chùa trên một phong cảnh mơ mộng hữu tình bao quanh. Hơn nữa, kiến trúc chùa Một Cột còn cho thấy triết lý âm dương sâu sắc. Vòng ngoài của ao tượng trưng cho âm, cột hình tròn tượng trưng cho dương. Trong dương có âm, trong âm có dương. Đó là quy luật tuần hoàn, tương sinh tương khắc của vũ trụ. Ngôi chùa là Một Cột này thì nó là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam và nổi bật lên. Và nói đến chùa Một Cột thì nhân dân Việt Nam thì ai người ta cũng biết. Mặc dù cho người chưa được đến cái chùa Một Cột, thì một cái chùa Một Cột thì nó đi vào cái tâm thức của người ta. Tức là cái hồ của chùa Một Cột thì nó là hình vuông, mà cái cột đỡ cái ngôi chùa nó là hình tròn, nó tượng trưng cho là trời tròn và đất vuông. Và cái ngôi chùa Một Cột này nó là tựa như bông hoa sen, thì cái cột của nó là cái cọng hoa sen, và các cái mái của nó đưa lên trên thì là nó tựa như một cái cánh hoa sen để đỡ cái ngôi chùa. Mà những cái bông hoa sen thì là tượng trưng cho biểu trưng của Phật giáo, cho cái sự thanh khiết. Tại vì hoa sen mọc lên từ bùn và thoát khỏi bùn và mặt nước thì hoa sen cũng có tỏa những cái hương thơm ngào ngạt. Chùa Một Cột chỉ có một gian gọi là Liên Hoa Đài, nằm trên một cột đá giữa hồ Linh Chiểu. Hồ được tô điểm bằng vẻ đẹp của hoa sen, một loại hoa thơm ngát, tinh khiết, biểu trưng cho thanh cao mà cũng hết sức dung dị, mặc cho dơ bẩn, bùn lầy. Đứng trên bình diện triết học, lối kiến trúc ấy thể hiện vẻ đẹp thanh tịnh, cao thượng mà cũng hết sức bình dị, gắn với mọi tầng lớp nhân dân của nhà Phật. Hoa sen lúc mới nở đã có quả, có nhân. Phải chăng vẻ đẹp của sen còn gắn liền với giáo lý, nhân quả của Phật giáo, với một giá trị văn hóa tinh thần, tâm linh hết sức có ý nghĩa của ngôi chùa Một Cột. Nhân dân và Phật giáo Việt Nam thì mình cũng tự hào là có cái chùa Một Cột này. Thì vì thế, thế nên cái sự độc đáo của cái chùa Một Cột và cái sự độc đáo mà lại giản dị mà rất là tinh tế. Thế nên là cái chùa Một Cột đã được đi sâu vào tâm thức của người Việt và cái Phật giáo Việt Nam. Và sau đó thế giới người ta cũng biết đến cái chùa Một Cột. Bên cửa sổ thế giới bên Thâm Quyến thì người ta có thu những cái hình ảnh coi như là những cái kiệt tác của nhân loại trên toàn thế giới. Người ta thu nhỏ lại để ở cái chỗ cửa sổ thế giới ở bên Thâm Quyến Trung Quốc. Thì trong khi đó cũng là có cái chùa kiến trúc, cái chùa Một Cột của Việt Nam mình cũng có, hiện tại cũng có mặt ở đó. Với kiến trúc đặc sắc, có giá trị tâm linh to lớn, vẻ đẹp của chùa Một Cột không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp độc đáo của một ngôi chùa, mà là nét đẹp văn hóa của cả một quốc gia. Nét đẹp mà giá trị của tòa sen Việt Nam càng được tô điểm
bởi những bông hoa hoàn vũ thế giới. Nơi ấy, nét đẹp Việt Nam đã hòa quyện cùng nhan sắc mà cả thế giới trầm trồ khen ngợi của các mỹ nhân. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt thôi cũng đủ cho thấy chùa Một Cột đã trở thành một di sản văn hóa quý báu mà tất cả mọi người cần trân trọng giữ gìn.